xã. Rồi bây giờ chờ nữa, để chờ nữa, để cho dạ, chị ba, dạ, chị ba mà ba thu địa đây chị ba ba. Ơ, đâu dạ. Ờ, nó mua cho đàng hoàng. Rồi lên xe đi, lên xe đi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào quý bà con có kính mến. Luôn chúc quý vị một ngày thật là hạnh phúc, an lạc. Dạ thì kính thưa quý bà con, cô bác kính mến. Thì hôm nay Quốc Tạo cũng sửa soạn được 50 phần quà của vị Mạnh Thường Quân, tên là chị Phạm Thị Hường. Đã có những tấm lòng vàng gửi về nơi đây để cho Quốc Tạo đi phát cho những bà con khó khăn. Thì hôm nay Quốc Tạo thường thường thì phát các bà con thì những cái người nào mà cho rồi đó thì cách là từ một tháng rưỡi cho đến 2 tháng là mới cho lại. Cho nên là những người mà phát tiếp tục đến là những người hoàn toàn mới và địa điểm cũng vậy. Thì hôm nay ngày mai Quốc Tạo sẽ sáng sớm sẽ đi qua bên Campuchia nhưng mà ở bên cái xã Mương Vú đó quý vị. Không biết bà con có biết xã Mương Vú không? Có cái xã Mương Vú bật chạy cái bên đây nè. Mình đi xuồng qua bển. Qua bên sông bển mình có hỏi với những cái trạm với những anh biên phòng rồi. Thì qua bển mình phát 50 phần quà để duyên với bà con, nghe nói bà con bên đó rất là khó khăn mà người Việt Nam. Thì nơi đây thì Quốc Tạo có nhận được nhiệm vụ của chị Phạm Thị Hường ở ngoài nước ngoài. Thì chị có gửi cho Quốc Tạo là 10 triệu. Nơi đây thì một phần quà đó là 50 phần quà. Một phần quà là trị giá là 204.000 nhân cho 50 phần thì nó ra là 10.200.000. Nơi đây thì một phần quà thì gồm có bột ngọt 31.000, bịch bột ngọt 31.000, đường 18.000, dầu ăn 28.000 và cuối cùng là chai nước tương 7.000 là 84.000. Cộng với một bao gạo 120.000 nữa là 204.000 nhân cho 50 nó ra 10.200.000. Thì ngày mai em sẽ xuống đường, tại vì em tranh thủ em làm trong trước một bữa để là ngày mai mình không có gọi lưu bu đó. Sẽ đem những phần quà này và vận chuyển bằng chiếc giỏ qua bên sông. Thì kính thưa chị Phạm Thị Hường, với nghĩa cử cao đẹp của chị, em xin hồi hướng tất cả công đức phước đức mà nhóm của em làm được ngày mai đem đến cho những người nghèo. Thì Đức Thầy cũng có cho biết là ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm, hay là nếu thiệt ngừ phải biết thương ngừ. Thì mời chị cùng dõi gót theo em để ngày mai cùng nhau để đi qua bên sông để mình cho những bà con khó khăn nghe chị. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhằm ngày mùng 1 tháng 2 niên Quý Mão thì sĩ Quốc Tạo có đi qua bên Campuchia để phát 50 phần quà. Một phần quà là một bao gạo với bột ngọt, đường, nước tương, dầu ăn. Thì trị giá phần quà đây thì có anh em với cô chú ở xóm mình phụ tiếp quý vị. Tại giờ Đức Thầy có cho biết là hiệp nhau làm phước để gõ lòng hiền nhân, mà mình không có hiệp nhau là không nổi đâu quý vị ơi. Mình nên Quốc Tạo là không có nổi đâu. Khi mà ở đây mà có vô dầu hay là soạn đồ đạc này kia là sớm diện đều lợi làm tiếp hết trơn á quý vị. Cũng quý lắm. Đó, sớm diện gặp cái qua ta làm nhóc chứ ha. Chứ mình nên Quốc Tạo là làm đâu có nổi đâu. Rồi mình sẽ đem qua bên sông bển. Mình sẽ phát cho dân ở bên bển là dân Việt Nam nhưng mà ở bên đất Campuchia nha bà con. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình sẽ đem xuống vì mình vận chuyển ra ngoài xe ba gác rồi mình đem xuống dưới ghe. Đây nào quý vị. Mình đem ra cái xe đẩy chứ. Đem ra xe đẩy rồi mình mới đi xuống dưới ghe. Ở xóm này bà con mà đồng tình với Quốc Tạo lắm. Hồi mà có đâu quà cáp gì là bà con ta xông vô ta làm.
bữa nay mình phát ở bên sông mình ngang qua là cái xã gì ông Thanh, xã Mương Vú hay là xã Bạc Chạy? Xã Bạc Chạy hả? Mương Vú là nằm nằm ở dưới kia phải không? Mương Vú trên nè. Mương Vú là cái mương dưới trên này. Ở trên ha. Còn ngang này là cái kia Bạc Chạy. Bạc Chạy ha. Xuống bình thường đi, ông Thanh ông chẹo xuống bình thường đi. Tụi con chạy xuống rồi nó có thả xuống luôn mày sợ. Rồi quá em rồi, ok. Cú chạy vậy là cứng, tôi xuống đó tôi xuống không được. Tôi với mình kêu mấy nhỏ nhỏ nó tiếp mình. Rồi xuống dưới và nó xấu. Nó chỉ được nó đó không? Đây nào quý vị ở bên sông bển là Campuchia đó quý vị, đất Campuchia đó. Mình sẽ đưa bển mình sẽ sẽ gửi cho bà con những phần quà quý giá của chị Phạm Thị Hường nha quý vị. Người ta chạy xuống rồi qua. Thì bữa mùng 5 tháng 2 thì cư sĩ Quốc Tạo có hợp tác với đoàn của thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi phát ở trong lô 8 đó quý vị. Phát lô 8 với Suno là 250 phần quà nha quý vị. Nhớ tới bữa mùng 5, mùng 6 quý vị nhớ đón xem nha. Cái đó Quốc Tạo sẽ đi cùng với phái đoàn của thành phố Hồ Chí Minh với anh em trong nhóm YouTube này nghe quý vị. Rồi mình lên mình nhận tiếp tục xe nữa đi, xe nữa là chắc cỡ hai chiếc xe đẩy quá bà con, hai xe đẩy này mới hết quà quá. Rồi nó hết gạo nó tới đường vòng còn đó. Chúng đúng không? Từ từ, từ từ. Rồi. Rồi, căn ngang chuyền xuống nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Xuống đây ngự nè. Ồ. Xuống đây nè.
Đó bây giờ lúc nãy trên bờ, bây giờ tới anh em ở dưới sông tiếp luôn nè. Đó quá đẹp chưa. Đẩy đi. Từ tới nha ông. Từ tới coi coi tới dựng trận cái đồ giống là ông cái dựng trận đó. Giống là ông dựng trận. Đó là ông ấy, ta chụp gương đó, ta chụp bình thường, chụp dưới hấu. Không. Có một tay tính. Đó chạy chắc chắn chắc bắt luôn. Hay lắm hả? Cái chiếc vỏ này chở cả 2 tấn là khỏe luôn ha. Hôm nay trời mưa lâm râm đó quý vị. Thời tiết nó xấu quá. Tranh thủ mới được đem hơi nó hơi ướt gạo. Ở đó hết rồi, đủ 50 phần đó là sáu rồi. Rồi mình đi theo bà sáu, đi theo cái ghe luôn ha. Bà sáu đi theo vỏ luôn hay gì? Theo vỏ bển luôn. Thì bển này mình chắc xuống rồi mình ca gom ra đủ rồi mình phát chứ có gì đó. Ở trong cái nhóm này cái anh mà đội nón màu da cam đó, anh đó là công phòng trưởng đó, bởi vì ảnh quá trời ảnh không phải cu ly cu ly trưởng, anh là cu ly trưởng đó. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, xin cảm ơn bà con hết nha. Dạ không ai đi bản chuyện đây qua đây bà con ơi, bây giờ mình đi qua bên sông nha, đi qua bên đất bạn nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chứ. Từ từ mày ở đây dân người ta chứ bờ không à, mày thấy có sẵn chạy đó, có sẵn thì giống nhẹ rồi kìa. Giờ cảnh này nhớ là ngày xưa làm xài quá, tối ngày quý vị, ở bên đây là đất của Campuchia nè quý vị, mà người dân Việt mình sống không nha. Đó, nhà bên đây là gì đó, nó nhỏ không vậy đó. Để bắt đầu đi quay vòng cho bà con coi. Ở ngoài đó là cái đường lớn đó, trong đây là đường nhỏ nè, trong đường nhỏ không có xe chạy đó. Bà con xem nè, nhà nhỏ không vậy đó bà con. Nhà bên đây là gì đó, nhà đây của người Việt sống á. Rồi anh em đang chắc gạo lên nha. Đó, anh em đang chắc gạo. Ồ cô. Rồi chắc xách từ từ cô ơi, xách nhiều gì? Từ thôi, sao đâu. Bạn ra đi. Ở đây là La Phú là chịu trách nhiệm trong cái tem này nha quý vị. Làm việc nặng này La Phú làm hết đó. Đó, đang chuyển lên. Ở bên đất bên kia là Việt Nam của mình đó.
Dạ để qua đây mà thấy phát bên đây mà bà con mà có khó khăn nhiều là để đem qua hoài luôn. Một tháng để có tới mấy lần phát quà lận. Để phát tùm lum chỗ chứ. Rồi tới gạo. Trời luôn mà. Chị lớn vậy đó hả? Ồ dân mà đông mà làm tấn hay tấn là khỏe. Đợi đi con, dơ gì mình đòi đổi con khác con sao đâu con, làm đi, gắn làm đi con. Bây giờ con cháu của Quốc Tạo kêu tập làm từ thiện hết trơn quý vị. Sớm gì này kia là tập làm phước hết trơn. Để cho khởi cái tâm Phật lên cho nó rộng lên. Ở đây đứa em mình ở sớm mình cũng làm tiếp nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng dài quá chứ. Đây nè. Mình chắc lên đây vậy đi. Cái xíu nữa chứ mình có mưa mà đẩy tấm cao su lại. Quá im à. Ở đây ở chỗ này vậy chứ. Ở đầu chơi là mình còn nhà chứ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo cùng với La Phú, Tấn Tài 2K xin mến chào quý bà con, quý bác kính mến. Thì hôm nay nhóm từ thiện của chúng tôi có đi qua bên Campuchia, bên đất bạn, nhưng mà để phát gạo cho những người khó khăn là người Việt Nam. Thì nơi đây bà con cũng đã quy tụ lại để đến đây để phát gạo. Thì hôm nay chúng tôi phát một phần quà là gồm có 10kg gạo, bột ngọt, đường, nước tương, dầu ăn. Thì với cái nghĩa cử cao đẹp đó thì hôm nay là chị Mạnh Thường Quân tên là chị Phạm Thị Hường ở nước ngoài. Thì chúng tôi phát rất là nhiều quà, một tháng có thể là đi 5-7 lần. Mà một lần đi thì tệ nhất là 50 phần quà như là hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi cũng rất là cảm ơn chi ăn chị Mạnh Thường Quân tên là chị Phạm Thị Hường đã có những tấm lòng vàng đem đến sự hạnh phúc an lạc cho bà con. Thì kính thưa chị, kính thưa toàn thể quý vị, thì Đức Thầy cũng có cho biết là làng gần chí những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột gà với nhau, ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi, cậu cô chú bác cùng dì khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng, việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước để gõ lòng hiền nhân. Thì mình là đại tử của thầy, thì mình nên có ít nhiều cũng có một phần mười lòng từ bi của thầy, mà thầy có cho biết là nếu thiệt ngừ phải biết thương ngừ, cho nên thầy có nói là ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua trang giúp giùm, hay là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Thầy không có chủ trương đúc chuông, đúc chùa,
thầy cái chủ trương là để giúp cho những người lỡ đường đói gách, như khó khăn như bà con nơi đây. Khi mà mình cắt một cái chùa hay là mình đúc một cái chuông bự lên mà xung quanh mình bà con khổ khó, bà con chết hết thì còn ai tu với mình nữa. Cho nên ông Phật đã có một cái trí thức để cho mình biết là mình phải nên giúp cho người đói người khổ mới đúng. Thì nơi đây bà con nơi đây thì để mình hỏi tâm sự với bà con một hai người trước khi phát cái phần quà của chị Phạm Thị Hường ở nước ngoài. Thì chị cũng hứa hẹn là sẽ cho nhiều phần quà nữa cho bà con, cũng như chị Nga, chị Thu, vân vân, các chị rất là có tấm lòng từ bi. Dạ thì để xin hỏi một hai người. Dạ kính thưa cô, dạ mình tên gì cô? Tôi tên Trần Thị Chính, năm nay 64 tuổi. Dạ, cô có thể giới thiệu là nơi đây cô sống là cái ấp cái xã như thế nào? Dạ, tôi ở cái xóm Mân Vú này nè, tỉnh Cần Đan này, như để nghèo khổ quá, đi bằng mướn bẻ ớt không à. Thường ngày thân sống mình nên nè, thì không có chồng, chồng mất năm nay 2 năm rồi. Dạ, dạ. Cô ở nhà mình có tu hành hay niệm Phật gì không cô? Thì đốt nhang cũng niệm Phật hàng ngày. Dạ, dạ. À, mình sống của mình ơn hả cô? Sống mình ơn nè. Ờ, vậy ha, vậy là cũng đáng giúp đỡ lắm ha. Dạ, dạ, dạ. Xin cảm ơn cô ha. Dạ. Dạ, con xin hỏi bà năm nay nhiêu tuổi bà? 73 tuổi rồi con. Ờ, dạ, bà tên gì? Tên Bùi Thị Đèn. Dạ, dạ, rồi bà sống ở nhà với ai? Sống mà cũng có mình nên con thì đi mà mướn con thê không à. Dạ. Không có con trai gái. Dạ, dạ. Mình sống ở đây là cái địa phương kia bằng tên gì? Ấp Mân Vú, xã Bình Chạy. Dạ. Tỉnh Cần Đan. Tỉnh Cần Đan. Dạ, cảm ơn bà ha. Dạ. Bà ở nhà bà cũng có cúng lại niệm Phật gì không? Cũng có. Dạ. Ở đây cái thường thường cái bà thấy cái nghề sống của người ta. Tôi ít có đi chùa chứ còn tôi cúng lại ở nhà. Dạ, vậy con hỏi ở đây người ta sống bằng cái nghề gì bà? Cũng mà mướn thôi, có đất có cát gì đâu chú ơi. Rồi, Nam Mô A Di Phật, cảm ơn bà ha. Dạ. Thôi họ hỏi em nhỏ cái coi, con ơi con tên gì con? Năm ấy. Con năm bao nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi. Con học lớp mấy vậy? Học. Có học không? Con chẳng có hỏi tí thớt con. Có ha, con học bên Việt Nam hay là bên Campuchia? Campuchia. Campuchia là bên đây. Con học tiếng Việt hả? Rồi con biết niệm Phật không? Biết. Rồi con chắp tay con niệm Phật cho chú nghe coi thôi. Rồi được rồi, cảm ơn mấy con. Rồi cảm ơn bà con ha. Thôi bây giờ trước khi mà để dứt lời để phát gạo cho bà con á thì Đức Thầy cũng có cho biết là niệm chữ Di Đà tăng chứa nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Thì Đức Thầy tức là ông Phật mà ông nói là có nghĩa là ông tiên tri những gì là có hết, cũng như ông tiên tri là sông Tiền Mỹ Thuận bắt cầu, núi Cấm Quá Lầu lộ vẻ gần đây, thì 150 mấy năm hiện giờ là sông Tiền đã bắt cái cầu rồi đó quý vị, đã bắt cầu Mỹ Thuận thứ hai rồi đó. Thì thời gian gần đây sẽ là núi Cấm sẽ quá lầu, thì lúc đó là chúng ta sẽ bị là giống như là may sao gì cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa đó quý vị. Cho nên mình phải tin tưởng thầy, thì cho nên thầy khuyên mình phải ở hiền ở lành tu hành. Thì những lời của thầy nói thì Quốc Tạo cũng ghi khắc cốt ghi tâm để đem gạo qua đây để giúp cho bà con tối ngày làm những các việc từ thiện. Thì thôi bây giờ mình nghe lời thầy, mình niệm Nam Mô A Di Phật 3 tiếng hết bà con trước khi phát quà ha. Dạ, xin mời bà con chắp tay niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng em chúng cháu xin hồi hướng công đức niệm Phật cho bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly, và cho tất cả bà con nơi đây hạnh phúc an lạc và quay lại con đường Phật pháp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bà con mình lên đồng hát đầu trên đi. Chú cũng lên đầu trên luôn, mình nhận quà cho bà con, nhận quà giùm luôn đi chú. Rồi con gỡ rút cái mít ra. Bà hai bà tới đi. Rồi, nó mua vô rồi. 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 Rồi
Rồi chị bà 6 giờ 3 cứ nói chuyện với nhau ở đây cứ việc nhận. Không chị 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 còn một số Bắc Nam chưa lên nữa à, không sao đâu, không sao đâu, không sao đây, từ từ vô đó không sao, để từ mình cho sao rồi bà con mong mốt là chị ba cho hay là bà con nhớ qua nữa nha, nhớ lại là nhận nữa nha. Yêu cầu giờ tôi lãnh được quà quá mừng, cảm ơn hết trơn cả bà con cô bác. Rồi, dạ. Về luôn. Dạ. Lần sau có gì nữa em lên chỗ nhắn mấy em cho chị nhớ về cái dạng đưa đi phát. Dạ. Đưa cho ngầm mặt nó chạy xe nó cho. Dạ cho nhắc. Dạ rồi hẹn lại ngay đây nè. Dạ dạ. Rồi rồi đúng rồi đúng rồi, tại chỗ này nó dễ. Rồi không chở đi vô nó mệt. Ở trong vùng của gì người ta khổ nhiều lắm đúng không? Khổ nhiều lắm bộ cho chồng. Rồi rồi cho nên chân chân nữa. Hai chồng nó cũng khổ mà nó xa quá tôi không dám nặng tôi không biết sao đi được. Chỗ cô ở chỗ nào? Tôi ở trong gàm này nè, hút cái chạm chút. Rồi biết rồi, cho nữa để cho chị ba mà ba tôi đẻ đây ba ba. Dạ. Hay thở chút tiếp. Ờ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi lên xe đi, lên xe đi, lên xe đi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nơi đây thì bà con cũng giờ nhằm 9 10 giờ sáng thì bà con cũng đi làm. Cho nên là hơi ít người. À, cho nên là quà thì có người ta khổ nhiều lắm ở dưới kia bằng là Bắc Nam đúng không chị? Bắc Nam. À, vậy là em để những quà này lại cho chị dạ, mình cho chị đây nha. Rồi rồi chị nhận cái này để chị cho mấy người ở dưới, người ta cũng khổ, người ta không có xe đi lên, dưới lại người ta cô đơn, có mình anh mấy người già già không à. Dạ thì em được biết là ở bên đây là còn nhiều chỗ khổ lắm đúng nhiều, không chị? Nhiều lắm, nhiều lắm. Có thể là em chuyến xe em đem qua một tấn là 100 phần quà đó là cũng ok hết rồi. Rồi ok ok. Đi sau thì chị cũng làm ơn chị kêu bà con lại cho năm đồng nha. Rồi sao là cái phiếu đi sang nhà lỡ lấy. Dạ. Dạ thì xin cũng kết chương trình ở đây. Cũng xin cảm ơn chị Mạnh Thường Quân là chị Phạm Thị Hường đã có những phần quà đến cho những bà con khó khăn. Thì kính thưa chị thì chị cũng hoan hỷ hôm nay thì ngay chăng cái giờ 9 giờ đó rồi bà con đi làm không có nhà. À, cho nên không có hẹn trước với chị ba thì chuyến sau sẽ hẹn với chị ba để đem để bà con lại đây đông nữa ở cái tất cả chỗ nhiều còn nhiều chỗ lắm á chị, nhiều chỗ vùng sâu vùng xa trong kia nhiều lắm. Dạ ta xin, khổ ta đi bé ớt hết trơn rồi, ta đi làm hết trơn rồi. Dạ còn nhiêu quà thì em sẽ để lại cho chị hết. Rồi 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 để đi. Rồi xin mến chào chị Phạm Thị Hường thì xin hồi hướng công đức phát gạo hôm nay cho gia đình của quyền thất tổ của chị nói riêng và quyền thất tổ nói chung chị Hường. Dạ đúng rồi chị. Dạ tôi cũng xin hồi hướng cho chị Hường đó. À, gặp nhiều may mắn rồi mà ăn phát đạt phát tài. Dạ dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ xin chào chị. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.
Thì hôm nay nhóm Tổ Quốc Tạo đã hoàn thành nhiệm vụ phát 50 phần quà, một phần quà trị giá 204.000 ở bên Campuchia. Ở ở ấp gì bà Chính? Ở ấp Bạc Chạy, xã Cần ấp Bưng Vú, xã Bạc Chạy. Tỉnh Cần Đan. Thì hứa hẹn sẽ có nhiều phần quà nữa để đem đến đây để giúp cho bà con. Thật sự bà con đây rất là khó khăn quý vị ơi, khó khăn lắm. Ở bên Campuchia mà, đâu phải như bên Việt Nam mình đâu có đủ tiện nghi đâu. Điện còn bên đây còn muốn chưa có nữa mà. Thì thôi cái nhóm là cũng xin chào bà con ha. Hiện giờ đang bơi xuồng trở về Việt Nam. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Thầy cũng có cho biết là phước đức ấy vẫn còn muôn thở, thi vô hình đừng ở gần không. Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi chào La Phú ha. Nam Phú sớm giờ cũng cánh tem đó quý vị. Chào mấy đệ nha, nó nghe chào Tấn Tài ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Là thoải mái đó còn chứ, chứ ngày xưa là đi như vậy là nó hỏi han, nó làm tới ghê lắm. Bây giờ là mình chỗ đây nè, đi lên thẳng lên nhà chú Tạo luôn, lên thẳng nhà Tạo luôn. Đây một căn nhà rồi, đi đâu nữa, chỗ nhà mới nằm đó. Ừ, ngay lên.